Thì thưa sư, con muốn hiểu rõ về cái giới Phật Thích Ca Mâu Ni, thì trong đó có chia ra những như là tu mà có cái những cái bậc như là tu khổ hạnh, là việc tu về bên bên gì hai ba phái đó, là lý do cùng gom chung là cũng như là một một Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là nó nhiều cái trường phái khác nhau. Đây ha, chưa nhắc lại cho rõ cái đó cho mấy con hiểu ha. Nói về đạo Phật là đạo Phật chỉ có một cái đạo duy nhất là cái chữ là đạo Phật. Dù ông này ổng nằm ở cái phái nào đi chăng nữa thì ổng cũng là đạo Phật đó, nó nằm ở chỗ đó đó. Nhưng cái đạo Phật của chúng ta nó chia ra bởi các tổ các thầy hồi xưa đó, người ta đã đắc La Hán rồi, ta đắc quả vị La Hán rồi, những người ta siêu đẳng rồi, người ta giỏi rồi. Về cái tu á, chứ thời kỳ đó cái học thì rất ít, thời kỳ của ngài của Đức Phật thì rất ít, và sau đó cũng rất ít. Lúc đó cái người học ít lắm, mà chỉ có những cái người giỏi theo cái bản năng, theo cái thiên phú đó. Bây giờ cũng như là có những em nhỏ gọi là thần đồng đó, họ giỏi là giỏi vậy, bởi vậy cái người giỏi rất là ít. Mà khi họ nhận thức, họ thấy rằng ở trong cái cuộc sống hiện hữu của họ và cái cách tu tập nào đó trong đạo, họ nhìn thấy cái hướng đó nó có cái hay đó, nó có cái quyền diệu đó, mà họ ngộ được, họ thấy được và họ tu theo cái hướng đó, cái cách đó, thành ra mới chia ra nhiều nhiều trường phái. Một đạo Phật thôi mà các con thấy rất rõ ràng, các con biết rồi nè, chứ những cái không biết nữa. Nó có rất nhiều trường phái. Nói một là Tịnh Độ Tông. Dạ. Tịnh Độ Tông là Tịnh Độ làm sao, là những cái chùa tu theo pháp tu Tịnh Độ đó, tức là các cái chùa chùa đại đa số đều là Tịnh Độ, bởi vì thờ A Di Đà, tụng kinh A Di Đà, tụng kinh theo cái kinh hiện hữu bây giờ của các chùa đều giống nhau hết. Dạ. Buổi kinh sáng làm sao, buổi kinh trưa làm sao, buổi kinh chiều làm sao, tới buổi kinh tối luôn. Bất quá cái chùa đó tụng Pháp Hoa, cái chùa kia tụng Phật Báo Ân, cái chùa nọ tụng Kim Cang hay vậy đó, thí dụ đó. Ai thì là, nhưng người ta cũng có bài bản rõ ràng, có những cái kinh điển rõ ràng ở trong những cái lời kinh đó, nó có cái giáo pháp ở trong đó. Tức là không phải tụng mà không biết. Tụng chúng ta chịu khó tìm hiểu, gặp gỡ các thầy, có những đoạn nào không hiểu chúng ta hỏi, các thầy mới luận giải ra. Bởi vì sao? Phật, Pháp, rồi Tăng, các con tới với lễ Phật tụng kinh, tức là thính pháp, nghe nghe pháp, dâng kinh, các con tụng kinh, thì có tăng nữa. Các con vô chùa không khi nào các con tự mà quanh chuông gõ mõ tụng một mình, phải có các thầy ra, lên chuông lên mõ các thầy xướng, các thầy mới là niệm hương này kia thì mới chúng mới bắt đầu vô vô tụng. Còn cái lúc đầu các thầy phải mở, thì như thế làm sao người ta mới nói chỉ rõ lên ba cái chữ này: Phật, Pháp và Tăng. Có ông Phật ông ngồi trên đó đó thì mới có cái pháp hiện hữu bây giờ để chúng ta tụng đọc nè. Có cái pháp rồi phải có ông thầy đặng ông dẫn ông dạy. Bữa đó các con đọc cái phẩm nào, cái trang nào tới trang nào,
đó là do cái ông thầy ở trên ổng hướng dẫn, ổng chỉ định mà. Tại ngày hôm qua ổng tụng tới đó, ổng nghĩ bữa nay tới đó tới đó. À, thí dụ vậy đi. Nói chung ra theo cái nguồn đạo nó tự nhiên, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là nó chuyển vô cái thanh lưu, nó chuyển vô bài bản rõ ràng. Thì như vậy tụng vô đó không phải câu nào các con cũng biết đâu. Cuốn kinh nó vậy nè, các con không phải cái lúc nào cũng biết đâu, nhưng mà cái câu nào lúc nào nó cũng hay hết trơn á, không có lúc nào mà dở hết trơn á. Thì như thế các thầy, các thầy là đạo sư, là đạo sư lúc đó đó. Các con nghe nói ở trong kinh cái khúc đó nói vậy vậy mà nói làm sao. Sư phụ là thầy giảng thêm để cho con hiểu. Chứ còn ở trong đó nó chỉ có một số từ ngữ đó này con không có rõ lắm. Đó thì bằng một câu hỏi đó của Phật tử thôi, chúng ta có thể ngồi với Phật tử uống trà, nói chuyện với Phật tử tiếng hồ cho một câu hỏi mà thôi. Thì như vậy để chi? Để các Phật tử hoàn toàn thông, hoàn toàn thông, không còn vướng víu cái đó nữa. Tức là tôi với sư, thí dụ cái cách của sư đó, tôi với sư khi về, tất cả những cái lo lắng buồn phiền của các Phật tử, những cái không hiểu, những cái suy nghĩ, những cái nữa mơ mơ màng màng của các Phật tử, sư dứt định giải tỏa được hết. Giải tỏa được hết. Dù trong tâm linh, dù trong tâm linh. Tại sao? Sư không có nói dốc với các Phật tử. Sư tu đây đó là sư muốn tìm hiểu về tâm linh mà. Nhưng mà tâm linh con thấy bây giờ cũng như trên cộng đồng cũng có nhiều mà đi tới sai hướng sư. Đây nè con, không phải sai hướng cái gì trơn á. Họ không có biết đường đi, họ không có hiểu gì về tâm linh hết trơn á. Mà họ chỉ có một cái là ở sống ngoài đời ngang. Rồi nằm chiêm bao chiêm bị rồi tưởng tượng tà bậy tà bạ ngang. Rồi cái tự nhiên cái thấy mình làm như là được ông lên bà xuống, được người kia người nọ nhập. Rồi cái từ từ mình gạt mình, người này thấy ôi thằng đó kỳ quá, thằng đó kỳ quá. Rồi đại đa số người Việt Nam mình ưa chuyển vô cái kỳ qua bên ma quái. Tức là thằng đó giống ma nhập nó quá, thằng đó giống quỷ nhập nó quá. Rồi một hai cái câu chuyện bung lên khơi khơi chơi chơi thì trở thành cái kẻ đó là được một cái nhóm vô hình dựa rồi, con thấy không? Cái đó là gì? Do từ cái tưởng, cái suy nghĩ sai của mình. Tưởng tượng. Rồi mình mới đưa vô cho họ. Họ thấy cái tưởng đó, họ thấy cái ý đó của mình. Họ dính cái ý đó đó và họ càng tưởng là họ thiệt. Con hiểu chưa? Chứ không phải mình họ đâu. Tại các con không có suy nghĩ được như các sư thấy rõ ràng là chính chúng ta. Thí dụ cái kẻ đó cùng cùng nó một mình nó thì nó không ngậm gì hết trơn nha. Gặp con, con nói ô trời ơi cái đó là ở cái dạng gì đó. Con nói thì một hai đứa bàn luận nói. Trong kia nó nhìn thấy nó biết con đang bàn luận. Thì cái tưởng nó còn thăng qua. Nó tưởng đó nó thiệt vậy rồi. Rồi nó tự gạt nó. Rồi nhiều người ở ngoài nhìn vô càng ngày càng nhiều như con. Hiểu chưa? Từ cái tưởng, từ cái diễn tưởng ở đây nó cắm vô cho đứa kia nó bị nhập tưởng. Nó nhập tưởng nó lãnh nguyên hết trơn. Mấy đứa mà suy nghĩ nó thành ma chừng nào nó thành ma dữ chừng đấy đó. Tức là cái tha lực đó. Cái đó mà ở trong mà sâu hơn người ta gọi là cái tha lực. Mà cái tha lực này nó đi nhầm cái là cái ác. Cái đó gọi là bất thiện pháp biết không? Các thầy mà tu mà gặp được cái dòng đó ha, cái dòng tha lực đó vô là người ta chặn liền. Người ta chặn liền, không bao giờ người ta tiếp nhận. Còn cái này cái kẻ đó sẵn sàng tiếp nhận, con hiểu không? Đó từ cái tâm, từ cái ý, từ cái tưởng nó tiếp nhận cái tha lực của người ngoài đang đưa vô nè. Ban đầu có một hai đứa thì nó làm ít. Riết nhiều cái ngoài này nhân phải phần này nó có cái số nhân
thì ở đằng kia nó cũng được cái số nhân luôn, con hiểu không? Đó thì chính nó bị rồi, nó bị chìm vô cái tâm thức, nó chìm vô cái loạn tưởng, nó còn mạnh còn dữ nữa, nó không cần tu, nó không cần phải ngồi thiền mà tưởng, nó chỉ cần dòm thấy cái ngoại cảnh thôi, nó đã là lọt vô ở trong cái quyển cảnh rồi. Cái người đang sống bình thường ấy nè, đúng không? À, con chú ý ra, con chú ý họ, con thấy họ rất là kỳ cục. Này kia các cái nó chuyển động theo cái sự siêu nói đó, thì cái con người đó họ tưởng họ đã có cái tưởng sẵn rồi, thành ra nó nhập vô, họ tưởng họ là được thần thánh nhập rồi, mà thiệt ra không có ai nhập chứ, không có con ma con quỷ nào mà nhập chứ, tự mình tưởng tượng ra mà, tự đó không à. Trời ơi, ở bên tu của sư đó, nó nằm ở trong cái tâm, cái ý và cái tưởng, luận ba cái đó đó. Các con thì nó còn tách rồi, cái tâm khác, cái ý khác, cái tưởng khác. Còn thầy nó dồn chung rồi, vô rồi biết không? Người ta đã cộng vô được hết trơn rồi. Đó, mấy con làm sao mà cộng nổi? Con biết sao cái tâm? Con biết cái nào cái ý? Rồi con biết cái nào cái tưởng? Nội con không, con phân tích chưa ra. Hỏi con cái tâm, con trả lời sao cái tâm? Rồi con nói tâm theo kiểu con. Rồi thầy hỏi cái ý con biết sao, rồi cái ý là sao, rồi cái tưởng con sao, rồi cái tưởng nó còn nhân cấp của tưởng nữa. À, từ tâm sinh ý, à ý nó mới qua tưởng, mà khi tưởng là vô tưởng rồi, nó bung những cái mà mày vừa hồi xưa nay đã từng thấy từng biết, những cái còn suy nghĩ chưa biết, nó cộng vô từ A lợi gia qua tới ma lợi gia thức, cái lúc đó nó dồn trở ra, à, nó trở thành coi như là con bị lọt tưởng. Thầy có nói rõ trong cái clip đó, con người ta có lục thức, lục căn là lục thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Là sáu phải không? Là lục thức phải không? À, nhưng mà ở trong cái ý á, cái ý là cái tâm đó, nó có cái tưởng nằm ở trong đó đó. Thành ra chúng ta chưa có đem cái thức tưởng, mà thực ra chúng ta đã có cái thức tưởng rồi, hiểu chưa? Cái thức tưởng nó trốn ở trong cái tâm, cái ý á. Từ tâm từ ý mới sinh ra tưởng, đúng chưa? Từ tâm nha, mới sinh ý, cái ý là từ tâm sinh ra. Thí dụ con tâm thiện, luôn luôn con nghĩ đến việc thiện đó, những cái việc mà xảy ra ngày đó là cái ý. Còn cái tâm là nó trụ ở trong con người, con thiện ác rồi đó, nó nằm chỗ đó. Ê, hiểu không? Thầy luôn cho rõ để con mới thấy rõ là cái nào cái tâm, cái nào ý, cái nào tưởng nha. Đằng sau con biết đang hỏi nói chuyện ta. Cái tâm tức là cái trụ sẵn con người mình, hiền, dữ, khôn ngu đây nè. Bây giờ chúng ta nói tâm là hiền dữ chứ không phải nói khôn ngu. Khôn ngu là trình độ văn hóa. Cái tâm hiền hay tâm dữ, tâm thiện hay tâm ác, tâm thiện hay là tâm bất thiện. À rồi, bây giờ nếu nói chúng ta đã tìm ra được hai cái nguyên lý đó rồi, thì cái người tu tâm thiện người ta thấy mà ở trong cái vọng tưởng đó, con người ta ai cũng có vọng tưởng cho ngồi suy nghĩ tầm bậy bạ đó, nhưng mà các thầy người ta kèm cái vọng tưởng dữ lắm, tức là người ta có kiểm soát vọng tưởng, người ta có kiểm soát vọng tưởng. Con các con không có kiểm soát dòng tưởng, thành tử đâu không biết cái nào thiện cái nào á, nó trôi qua thôi, có nhiều khi nó vướng, có nhiều khi trôi luôn. Còn các thầy không có như vậy, người ta luôn luôn kèm tâm, thành đưa cái tâm mà bất thiện nó nổi lên là ta biết là tâm này tâm bất thiện nè, muốn đòi hỏi cái gì đây, thân xác muốn cục cựa gì đây, bất phàm không hợp lý, dẹp bỏ đi đừng suy nghĩ nữa, tức là chúng ta tắt, hiểu không?
con chúng ta chợt thấy lên một cái ý tốt. À, cái ý tốt đó nó gồm cho tất cả, chứ không phải trong đạo không. Ở trong đạo là gì? Cái ý tốt là ý thiện, ý tu, ý đồ. Không có phải, không có phải, không có phải. Nó vô cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn, ở trong giáo lý dạy rõ. Tu là ở trong cuộc sống.